Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2022, đồn biên phòng Hòa Thắng, bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình tổ chức khởi công xây dựng mái ấm cho một gia đình hội viên phụ nữ nghèo trên khu vực biên giới biển đơn vị quản lý. Hộ được hỗ trợ xây dựng mái ấm lần này là gia đình chị Nguyễn Thị Tỉnh, ngụ thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng. Chị Tỉnh có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bản thân bị bệnh tim, mất sức lao động, hiện đang cùng hai con nhỏ sống trong ngôi nhà tạm, xuống cấp trầm trọng. Được biết, ngôi nhà được xây dựng và hoàn thành trong thời gian khoảng 20 ngày, với diện tích sử dụng 33m2. Tổng kinh phí xây dựng là 130 triệu đồng do câu lạc bộ tình thương xã Hòa Thắng hỗ trợ. Nhà đồng đội được Đảng ủy Phòng Hậu Cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận trao tặng cho Thượng úy chuyên nghiệp Lê Trường Sơn tại thôn Phú Điền, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, có tổng diện tích 52m2, kinh phí xây dựng 240 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, phần còn lại gia đình và người thân họ hàng đóng góp. Thượng úy Sơn rất vui mừng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của các cơ quan đơn vị đã tạo điều kiện cho gia đình có được mái ấm, ổn định cuộc sống.